Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ học qua bài số 5 trong cái chuỗi video về đầu tư Forex. Thì mình sẽ đưa cái bài này lên trên đầu tiên trước khi mà chúng ta qua chúng ta phân tích cũng như là chúng ta vào lệnh thực sự. Thì bữa trước thì các bạn cũng đã xem cái video về về những cái là luật chơi, tức là pip là gì, lot là gì, rồi cũng như là margin đòn bẩy như thế nào. Đó. Thì tại sao mà mình nói là bên cái thị trường Forex này á thì cái việc quản trị vốn, tức là cái việc mà kiểm soát rủi ro, nó lại quan trọng hơn nhiều so với cái việc kiếm tiền. Đó là bởi vì cái bên thị trường Forex này nó không có giống như những cái thị trường đầu tư thuần túy, ví dụ như đầu tư chứng khoán hoặc là Bitcoin. Thì nó là khi mà các bạn á, bên chứng khoán á, khi mà các bạn mua bán á, thì các bạn dùng chính số vốn của mình các bạn mua. Đó. Còn bên mà cái thị trường Forex này á, tại vì nếu như mà chúng ta dùng chính số vốn của chúng ta mua mà vốn chúng ta rất là nhỏ thì lãi chả bao nhiêu cả, lãi có không phẩy không mấy phần trăm thì cũng chẳng có đủ dính răng, nên là nó mới dùng tới cái gọi là đòn bẩy. Mà đòn bẩy bây giờ là nó nhân số vốn của chúng ta lên là 100 lần, thậm chí là 200 lần, thậm chí là cả ngàn lần ha. Có những sàn thì nó cho bạn dùng đòn bẩy là không giới hạn luôn, bao nhiêu cũng được, 100.000 lần cũng được. Đó, nó là như thế. Tuy nhiên, chính cái việc mà dùng đòn bẩy đó mới là con dao hai lưỡi, và nó khiến cho là những nhà đầu tư thì phần lớn là bị thua lỗ. Cho nên cái việc quản trị vốn, quay lại cái bài toán quản trị vốn, thì quản trị vốn mới thực sự là bài toán là quan trọng nhất. Nó quan trọng hơn nhiều so với cái việc mà bạn tìm điểm vào lệnh hoặc là các bạn phân tích biểu đồ này nọ, nó quan trọng hơn rất là nhiều ha. Các bạn nhìn nó đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên, đây mới chính là cái khác nhau giữa một người gọi là thành công trong thị trường Forex và một người mà trade đâu là lỗ đó, thậm chí là cháy tài khoản. Cái thành công nó khác nhau ở đây nè các bạn, chứ không phải là thành công nó khác nhau là ở cái việc mà phân tích biểu đồ giỏi hay là phân tích biểu đồ dở, không phải như vậy. Đó. Giờ mà bạn đi bạn hỏi bất kỳ một cái người mà trader chuyên nghiệp nào trên thị trường Forex, họ cũng nói cho các bạn nghe là cái việc quản trị vốn này nó quan trọng hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà ngay ngay khi mà các bạn học xong những cái video nói về luật chơi, về những khái niệm căn bản, thì mình sẽ đưa luôn cái bài về quản trị vốn này vào cho các bạn là học luôn. Trước khi mà chúng ta sẽ thực hành bên biểu đồ, thì ngày hôm nay cái bài này chuyên nói về lý thuyết, nói về lý thuyết không. Đó. Thì để mà vững cái lý thuyết này á, thì bạn có thể là bạn xem cái video này trước, cái video là để trở thành pro trader này, cái bài là phương pháp cắt lỗ chốt lãi, cách đặt stop loss. Bạn có thể xem nửa video thôi cũng được, tại vì nửa video đầu tiên á, bạn có thể gõ cái từ khóa này, cách đặt stop loss, channel của mình là Lock Chain Dream, để xem nửa video thôi. Tại vì nửa video đầu tiên là mình nói về những cái câu nói cũng như là những cái phương pháp mà đầu tư của những trader huyền thoại ha, cũng như là những nhà đầu tư huyền thoại đó. Thì những nhà đầu tư huyền thoại này á, bạn cũng có thể là không xem video cũng được, mình nói tóm tắt như thế này. Thì đầu tiên những nhà trader huyền thoại đó họ nói á, là trước hết á, phải sống sót cái đã, rồi sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền đó. Thì trong cái lĩnh vực mà đầu tư Forex á, trước hết á, là các bạn phải giữ vốn của mình trước cái đã, rồi á, lãi hay không thì tính sau. Đó, nó là như vậy đó các bạn, rất là quan trọng ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bài này. Thì những nội dung mà chúng ta cần nắm vững thì bao gồm những cái như sau. Thứ nhất đó là những cái nguyên tắc để mà không bao giờ bị cháy tài khoản. Bạn cứ tuân thủ những nguyên tắc này thì không bao giờ bạn bị cháy tài khoản cả. Những cái người mà bị cháy tài khoản thì là do không tuân thủ những nguyên tắc này mà mình nói trong đây. Và nếu như mà gần đây thì cũng có hai ba người nữa, hai ba người nữa là nhắn tin qua cho mình và sau cái tài khoản bị cháy qua, thậm chí là 7.000, 10.000, thậm chí là mười mấy ngàn đô, mười mấy ngàn đô là tầm là mấy trăm triệu đó các bạn. Xem video miễn phí này thì mất có khoảng là vài chục ngàn tiền điện thôi, thậm chí là vài ngàn tiền điện đó. Và chịu khó bỏ ra khoảng là vài vài phút đồng hồ mà nó đỡ tốn tiền hơn rất là nhiều so với cái việc mà cháy khoảng là mấy trăm triệu tiền Việt Nam. Đó. Thì mình nói rồi ha, người ta chỉ chết vì thiếu hiểu biết thôi, chứ chả bao giờ người ta chết vì hiểu biết cả. Hiểu biết nó không có thừa. Và cái việc mà muốn hiểu biết thì phải học nhiều.
mà xem những cái video nhảm nhảm là thì xem dữ lắm, chứ còn là những cái video để tăng cái hiểu biết thì thường không có xem. Thì mình không có là đặt nặng cái vấn đề là không nên xem những cái video nhảm, thì bạn có thể xem để giải trí thì vẫn ok. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đã tham gia một lĩnh vực nào đó thì ngoài việc xem những video nhảm ra thì chúng ta hãy nên dành thời gian để chúng ta xem những cái video về kiến thức, những cái video chuyên về 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 chuyên về cái lĩnh vực mà chúng ta đang tham gia. Tại vì nếu mà chúng ta giỏi trong lĩnh vực đó thì thế nào tiền nó cũng tới với ta, tiền nó chỉ tìm người giỏi mà nó đến thôi, nguyên tắc của cuộc sống là như thế đó. Tiếp là những cái cách mà chúng cách thức đặt stop loss cần nắm. Thứ ba đó là cái cách tính phần trăm của tài khoản theo pip và theo lot đó. Tí nữa thì mình sẽ nói cái này cụ thể hơn, video này có thể là hơi dài đấy, trên 30 phút đấy. Rồi cuối cùng là cái phương pháp mà đặt stop loss hoặc là dời stop loss hoặc là chốt lại như thế nào cho hiệu quả ha. Đó thì đây là cái nguyên tắc mà để không bao giờ các bạn bị cháy tài khoản. Đối với những bạn mới á, thì các bạn nên tập những nguyên tắc này cho nó quen. Còn những bạn nào mà đã cháy tài khoản rồi á, mà nếu như mà các bạn không biết tại sao mình lại cháy tài khoản á, thì có thể là đọc lại những nguyên tắc đây. Mình chắc chắn là các bạn bị cháy tài khoản là do các bạn vi phạm một trong năm nguyên tắc này. Đó, không chạy đi đâu cả, một trong năm nguyên tắc này ha. Thì để không cháy tài khoản thì bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau. Thứ nhất á, là luôn luôn đặt stop loss. Nhớ giùm mình là luôn luôn đặt stop loss nhé, đừng có chủ quan nhé. Giá mà nó giật một phát là cháy tài khoản thì lúc đó kêu mình hoặc là kêu ai thì cũng có được cái gì đâu. Đó. Trong cái thị trường này rất là khốc liệt ha. Mình nói lại ha, trong cái thị trường này á, nó không có chúng ta không có ngồi cãi nhau là ai giỏi hơn ai, hay là ngồi cãi nhau là cái phương pháp nào hơn phương pháp nào, mà là lúc đó là ai á trade thành công hoặc là ai kiếm tiền được nhiều á thì rất là tốt ha, và im lặng mà xài thôi, chứ không có cần phải cãi nhau đâu. Đó. Cãi nhau hơn nhau nhưng mà thua thị trường thì làm gì? Thị trường mới mới gọi là cái mà chúng ta cần phải tuân theo, cần phải chiến thắng, có thể là gọi là chiến thắng thị trường. Chứ còn chúng ta cãi nhau chiến thắng nhau làm gì, trong khi thua thị trường thì để làm gì? Đó. Thứ nhất là luôn luôn đặt stop loss. Thứ hai đó là không dùng bot trade, robot trade trên MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5. Nếu đó không phải là bot do mình viết ra thì bot chính là một phần mềm để nó tự trade cho các bạn. Mà nếu như phần mềm đó không phải là do các bạn viết ra, hoặc là không phải cái nhóm do bạn là biết rõ về cái con bot đó, thì bạn không nên dùng. Đó. Không nên dùng nhé. Bot của người khác hoặc là trên mạng đâu đó nó quăng cho cái bot bảo là trade lại là ngon lắm, đem về trade xong cháy tài khoản là ráng mà chịu. Mình không có nói ở cái đây. Đó. Lúc đó đừng có kêu mình nhé. Thứ ba ha, đó là không giao tiền cho người khác trade dùng. Đây là nguyên tắc ha, không bao giờ giao tiền cho người khác trade dùng. Phải tin tưởng vào chính mình nhất, đừng có tin tưởng vào ai cả. Người khác cũng không có giỏi giang gì đâu. Đó. Hãy luyện cho chính bản thân mình là giỏi nhất và mình tin mình nhất. Đó. Còn đưa cho tiền cho người khác làm gì? Tiếp ha, số 4 đó là không trade trong lúc vừa mới thua hoặc vừa mới thắng một lệnh quan trọng. Lệnh quan trọng có nghĩa là một cái lệnh mà đặt và bạn đặt rất là nhiều tiền, và kiểu như là bạn thua là bạn toát mồ hôi luôn đó. Hoặc là bạn thắng xong thì bạn rất là sung sướng tại vì đã ăn rất là nhiều tiền. Thì những cái lệnh này mình gọi là lệnh quan trọng. Đó. Tại vì sao? Tại vì những cái lúc đó thì tâm trạng của bạn là quá hưng phấn hoặc là quá cay cú. Những cái lúc như thế này mà tiếp tục trade thì sẽ bị lỗ. Và nếu như mà những cái trường hợp như thế thì thường người ta hay rất hay là tất tay, tức là rất hay đặt những cái lệnh có khối lượng rất là lớn để gọi là lấy lại vốn hoặc là để thừa thắng xông lên. Hai cái trường hợp đó là chính là cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến là cháy tài khoản đó. Tiếp ha, thứ năm là không nhồi lệnh liên tục để gồng lỗ. Cái việc mà gồng lỗ nè, việc gồng lỗ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy tài khoản, và tí nữa mình sẽ qua mình nói về cái này đó. Và nếu như mà các bạn không biết những cái này á và không tuân theo những nguyên tắc này á thì á này, đảm bảo là các bạn đang đi trên con đường là dẫn tới cháy tài khoản ha. Cháy tài khoản là một cái gọi là nỗi đau lớn nhất của một trader, mà chúng ta không tuân thủ những cái này thì cháy tài khoản ráng chịu, mình nói rồi ha. Còn những bạn mà cháy tài khoản á, các bạn thử hỏi những người mà cháy tài khoản á thì chạy không chạy thoát khỏi một trong năm nguyên tắc này của mình đưa ra như thế này là rất là chuẩn rồi. Họ các bạn cứ hỏi những người bị cháy tài khoản, hỏi hỏi vì sao cháy, họ sẽ nói cho các bạn nghe là nó sẽ rơi vào một trong năm nguyên tắc này. Còn nếu như mà bạn né được một trong năm nguyên tắc này
cũng như là tuân thủ 5 nguyên tắc này thì khả năng cháy tài khoản của bạn là không bao giờ xảy ra. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần sau. Đó là để bảo toàn vốn, tức là để quản trị vốn cho tốt, thì bạn phải xác định được là bạn là thích trade dài hạn hay là trade trong ngày, trade ngắn hạn đó. Và cái chiến lược trade của bạn là như thế nào, thì chúng ta mới xác định tiếp được cái việc mà quản trị vốn nó như thế nào cho tốt. Thì ứng với mỗi chiến lược trade thì sẽ có cách đặt stop loss khác nhau. Thế nên là chúng ta phải phải biết cái chiến lược trade của chúng ta như thế nào trước cái đã. Đó. Thì và cái số pip để đặt stop loss đó, nó cũng sẽ khác nhau. Ở đó nó là như thế. Thì tuy nhiên cũng có cái trường phái là trade không cần stop loss. Mà mình nói rồi nhá, những cái bạn mà trade không cần stop loss này nè, tới cái mức tới khi mà cháy tài khoản thì đừng có kêu ai, đừng có bảo là tại sao cuộc đời nó lại đối xử với mình như thế nhá. Đó, cái trường phái trade không không cần stop loss này thì cũng vài người mạo hiểm. Nhưng mà đối với mình nó là quá mạo hiểm. Đó, tuy nhiên thì thích thì cứ chơi thôi. Mình thì cũng không có ý kiến gì. Bạn thích thì bạn cứ chơi. Đó. Ok thôi, mà mình là rất là vui vẻ thôi. Những bạn mà biết thông qua channel của mình là biết tới mình đó thì biết rồi. Mình thì rất là thoải mái, rất là ok. Đó. Các bạn có chửi mình hay sao cũng được, mình chả quan tâm đâu. Đó. Những cái video mà mình làm này, thực sự thì mình muốn tốt cho các bạn thôi. Tại vì á, tới những khi mà các bạn nhắn tin qua cho mình mà bảo là anh ơi mới cháy tài khoản xong rồi rồi cái lúc đó thì làm được gì nữa đâu, lúc đó cháy tài khoản rồi, tiền thì về tay nhà cái rồi, tiền giao cho những người khác rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ có tiếc nuối thôi chứ đâu có làm được gì đâu. Rồi tiếp theo là cái trường phái mà không đặt stop loss à, đó, gọi là cái trường phái gồng lỗ đó, thì nó sẽ như thế này đó. Thì mình cái hình này thì rất là chuẩn. Đó là đầu tiên ha. Đầu tiên là xuống, thấy giá xuống đúng không? Theo phân tích kỹ thuật các kiểu thì đây là đáy rồi, mua thôi, đáy rồi mua thôi. Rồi khi mà giá lên thế này á thì không có chốt lãi, mà lúc đó sẽ suy nghĩ là chắc đang lên nữa, còn lời mà cứ hold thôi, cứ vẫn giữ lệnh. Đó. Rồi tuy nhiên giá nó giảm xuống đây và nó bật lên, đó thì nó bật cao hơn đến cái mức cũ, cái lúc đó bắt đầu là tự tin lên ha, và bảo là đấy đã bảo là sẽ lên lại mà đang lời chả tội gì phải đóng lệ đó. Tuy nhiên giá nó giảm, tuy nhiên giá giảm lên đây không chốt lời, giá giảm xuống đây đó, giá giảm đây thì cái mức ở đây á, vẫn cao hơn cái mức mua ban đầu đó, vẫn có lời mà chắc lại lên lại thôi đó. Thì khi nó giá nó lên lại thì khi thị trường lúc nào giá nó cũng dập dìu lên xuống cả, chứ chả bao giờ mà nó lên một lèo đâu các bạn, giá nó luôn luôn dập dìu theo những con sóng hơn đó. Thì lên rồi đó. Khi mà lên tới đây thì bảo là lên rồi, buy thêm quả này chắc lên luôn, thì ở đây là đang thấy là giá tăng thì bắt đầu là mua thêm ha, bắt đầu giá tăng là mua thêm, tại vì trong quá khứ là đỉnh cũ nó đã cao hơn đỉnh trước rồi, đỉnh này cao hơn đỉnh này, nên cứ nghĩ là đỉnh này á nó sẽ lên tới đây và nó cao hơn đỉnh này, nên đây mua thêm một phát này đó, gọi là nhồi nhồi thêm lệnh đó, nhồi thêm lệnh buy mua thêm phát. Tuy nhiên giá nó giảm xuống và nó thấp hơn cái mức cũ trước đây, thì ở cái mức này á, cái mức này giá nó tăng lên lại một tí thì lại là nhồi thêm một lệnh đó, nhồi thêm một lệnh, tại vì bảo là giá ở đây đáy rồi mà mình mua càng nhiều lệnh buy á thì lại á, càng thành công. Tuy nhiên giá nó giảm và nó giảm càng giảm càng nhồi thêm lệnh thôi, tại vì giảm mà mình mua thì mình sẽ được lời, giảm thì mua thì sẽ được lời, thì nên là xuống đây sau đó là nó bật lên, nghĩ như vậy. Tuy nhiên là giá nó xuống đây và nó lên đó, lên như thế này thì lại nhồi thêm lệnh, lại mua thêm, tại vì nghĩ là giá rẻ rồi mua thêm. Kiểu trung bình giá đó các bạn, kiểu trung bình giá. Mà bên cái thị trường Forex này mà các bạn trung bình giá là các bạn chỉ có chết thôi. Bên thị trường Bitcoin thì ok, hoặc là bên cổ phiếu thì ok, chứ bên này mà các bạn trung bình giá là chỉ có chết thôi. Tại vì cái vấn đề ở đây là do có đòn bẩy ha, do có đòn bẩy nên là chúng ta sẽ tính, chúng ta thì chơi cái kiểu khác chứ không phải chơi bên thị trường cổ điển, đầu tư cổ điển như Forex hoặc là như như cổ phiếu hoặc là Bitcoin được. Cuối cùng là xuống đây ha, hết tiền gồng lỗ thì lúc đó giá giảm thì cháy tài khoản, thì đó là cái trường phái gồng lỗ. Cái trường phái này á có một cái gọi là tối gọi là ưu điểm ở chỗ là nếu như mà các bạn nhồi thêm lệ mà giá nó bật lên luôn trên đây thì các bạn ăn được rất là nhiều. Bạn tưởng tượng được không, các bạn sẽ ăn được rất là nhiều. Tuy nhiên á, nếu như cái việc mà chúng ta ăn được nhiều như thế thì ngược lại chúng ta còn thua, thì thua sắp mặt ra ha.
Đó nên là mình thì á, đối với những bạn mới, mình chân thành khuyên các bạn không nên theo cái trường phái này. Ok không? Không nên theo trường phái này. Đó. Tiếp theo à. Thì cái trường phái này á, cái trường phái này cũng có nhiều ông thầy cũng như là những vài người là ra vẻ ta đây là trade forex không cần đặt stop loss, là up video linh tinh trên trên YouTube á. À, và những người mới thì không biết và làm theo và cuối cùng cháy tài khoản ha. Đó, các bạn đừng đừng có phải phải hiểu cái vấn đề ở chỗ nào nha, chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ nghe theo người khác là thành công đâu, mà chúng ta phải hiểu bản chất. Và trong video này á, thì mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái trường phái trade để các bạn hiểu bản chất của mỗi trường phái và các bạn chọn một cái cho phù hợp. Cũng có thể vài bạn là thích cái trường phái này gồng lỗ này, tuy nhiên đối với mình thì đây là một cái trường phái mà chúng ta không nên tham gia nếu như các bạn mà muốn là không bị cháy tài khoản, chứ còn cái trường phái này rất là dễ cháy tài khoản đó. Rồi trường phái thứ hai á, đặt stop loss á, đó là đặt theo chart, tức là đặt theo mô hình nến, đặt theo mô hình. Thì đối với cái trường phái này này, khi mà người ta nhận ra một cái mô hình nào đó có thể đảo chiều, có thể tăng hoặc giảm thì người ta sẽ kẻ ra được những cái mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ cần thiết quan trọng ha. Ví dụ ở trong cái hình này, một người á, đặt lệnh mua vào đây chờ giá tăng, thì cái mức mà kháng cự hỗ trợ gần nhất á, đó là cái đáy này là hỗ trợ kháng cự gần. Và các bạn nào mà chưa xem kháng cự hỗ trợ thì có thể xem lại trên kênh của mình ha. Các bạn gõ kháng cự hỗ trợ của kênh mình là ra đó, thì đây là một vùng kháng cự hỗ trợ. Thì khi mà giá nó giảm thì thường nó gặp kháng cự hỗ trợ và nó sẽ quay đầu, thì nên là người ta sẽ có cái xu hướng là người ta đặt stop loss ở sau lưng cái đường kháng cự hỗ trợ, tức là giá ở dưới đây thì cái đường kháng cự hỗ trợ này sẽ chống lưng cho các bạn và các bạn đặt stop loss ở dưới này đó. Nếu như mà nó phá qua được đường này nó sẽ đi xuống tiếp đó, nếu nó phá cái này nó sẽ đi xuống tiếp, tuy nhiên rất là ít khi nó phá được cái đường này và nó gặp cái này nó sẽ bật lên, nên là chúng ta đặt stop loss ở dưới đây. Ở trường hợp nó phá thì chúng ta sẽ bị dính stop loss thôi đó, tuy nhiên đây là một mức stop loss an toàn đó. Thì đặt stop loss tức là đặt ở sau vạch cản kháng cự hỗ trợ. Thì bên trade forex á, nó có hai cái cây nến, gọi là bữa trước mình nói bên bên bài bài học price action rồi, bài số 25 trong loạt pro trader của mình. Thì có hai cái thanh nến gọi là chúng ta cần lưu ý, đó là nến inside bar và nến gọi là nến pin bar ha. Thì khi mà giả sử như trong thị trường tăng giá này đó, thị trường gấu, thị trường bò ha, tăng giá, thì các bạn sẽ thấy được rằng khi mà cái mô hình nến này xuất hiện thì các bạn sẽ đặt mua ở cây nến tiếp theo, và lúc đó chúng ta sẽ có cái xu hướng chúng ta đặt stop loss ở dưới luôn cái phần râu nến của cái cây nến, của cây nến lớn này, cây nến mẹ đó, có cây nến này, cây nến con này đó, chúng ta đặt thấp hơn này. Còn cái phần bên cái thị trường giảm giá thì ngược lại ha, chúng ta đặt lệnh bán ra ở đâu đó cái nến thứ ba này, 1 2 3, cái nến thứ ba nằm ở đây, thì chúng ta đặt lệnh bán ở đây, nhưng mà chúng ta phải đặt cái mức stop loss ở trên cái râu nến của cái cây nến này đó, đặt sau vật cản. Không, đối với pin ba cũng như thế, đối với pin ba cũng như thế. Ví dụ như thị trường tăng giá như thế này, sau khi bạn thấy cái pin ba như thế này rồi, các bạn đặt mua ở cái cây nến tiếp theo ở đây, thì bạn đặt stop loss thấp hơn cái đỉnh này, thấp hơn cái đáy này, đáy của râu nến này này đó, như thế. Rồi sau đó là chúng ta sẽ qua cái thị trường giảm giá thì cũng ngược lại thôi. Giả sử như các bạn bán ở đây thì các bạn đặt stop loss ở cái mức này, nó như thế này ha, đặt stop loss ở đây. Tại vì khi mà giá, giả sử giá nó có bật lên lại á, giá nó bật lên lại thì ngay cái mức này này, ngay cái râu nến này là cái mức mà người ta đặt mua nhiều nhất đó. Người ta nói chung là giả sử giá có lên lại đi, trường hợp này người ta đặt bán nhiều nhất, tại vì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta sẽ bán rất là nhiều ở cái đỉnh này, cũng như bên đây người ta sẽ mua rất là nhiều ở cái đỉnh này, ở cái đáy này, nó là như thế. Nên là chúng ta đặt stop loss hở ra một tí thì nó sẽ rất là an toàn đó. Đây là cái trường phái là đặt stop loss theo mô hình ha. Thì cũng như thế bên đây ha, bên đây giả sử cái xu hướng là thị trường đang downtrend, đang giảm giá này, downtrend market đang giảm giá như thế này. Và các bạn thấy có một cái pin ba nó như thế này, cái pin ba nó như thế này, bỗng nhiên nó bật lên và những cây sau nó nhỏ nhỏ như này, thì bạn bán ra ở cái mức này, thì nhớ như mình, đó là đặt stop loss.
ngay trên cái mức trên đây ha, đặt ngay trên cái mức trên đây đó. Rồi thì đó là cái cách mà đặt stop loss trong cái thị trường mà giảm. Còn còn như bên đây của cái hình này chắc cũng tương tự thôi đúng không, cái hình này cũng tương tự, thì mình góp hai hình nó giống nhau đó. Đó, còn bên cái thị trường tăng giá thì chúng ta sẽ thấy một cái cây nến gọi là pin 3 hoặc là cái nến doji đó, cái nến doji hoặc pin 3 ở đây. À, thì lúc đó giá bật lên như thế này thì người ta thường sẽ có cái xu hướng là người ta mua vào trong thị trường tăng giá, mà thị trường uptrend ha, uptrend. Đó, thì người ta sẽ mua trong cái cây nến tăng trưởng tiếp theo. Và lúc đó các bạn nhớ đặt stop loss ở dưới cái cây nến inside 3 hoặc là cái nến pin 3 ở dưới thấp như thế này. À, ví dụ như cây này đi mà bạn mua ở cái cây nến này thì thường bạn sẽ đặt stop loss thấp hơn cái cây này. Đây là những cái mô hình căn bản ha. Đây là những cái mô hình căn bản để cho các bạn là đặt stop loss chuẩn. Còn những cái mô hình nến như là vai đầu vai hoặc mô hình hai đáy, mô hình hai đỉnh, cũng như là các mô hình dơi, mô hình con cua hoặc là mô hình harmonic đó, nói chung là tóm lại là những cái mô hình harmonic thì các bạn cũng đặt stop loss tương tự, các bạn cũng đặt stop loss tương tự như vậy đó. À, nhưng mà ở đây thì mình sẽ đưa ra hai cái ví dụ là gọi là căn bản nhất đối với cái nến pin 3 và nến inside 3, là các bạn nắm được rồi đúng không, cái mô hình là như thế. Tiếp theo á là sẽ có cái trường phái là đặt stop loss theo số pip. À, tức là họ cần chả cần một mô hình gì cả, họ chả cần mô hình gì cả, và họ chỉ có là đặt theo pip thôi. À, ví dụ như họ đặt là 43 pip, họ như họ bán ở đây ha, thì họ đặt stop loss là 43 pip, rồi cái mức lợi nhuận của họ thì thường là gấp đôi cái số cái pip stop loss ha. Thì là đây 43 thì đây nhân lên gấp đôi sẽ là 86 đó. Cái trường phái thứ ba này thì rất là dễ. À, thì mình sẽ nói nhiều về cái trường phái này cho những bạn mới, tại vì những bạn mới thì thường các bạn rất là khó để mà nhận ra những cái mô hình cũng như là nhận ra những cái xu hướng uptrend downtrend, các bạn có thể là khó để biết được đó, cũng như là những cái mô hình như nãy mình nói. Tuy nhiên các bạn có thể là đặt đặt stop loss một cách máy móc theo số pip. Trước tiên chúng ta đi qua chuyên nghiệp thì chúng ta hãy đi từng bước một, và cái phương pháp đặt stop loss theo số pip này cũng là một trong những phương pháp mà được nhiều trader yêu thích, nhiều trader giỏi họ yêu thích ha, và trader giỏi họ yêu thích và họ tuân thủ rất là máy móc. Và cái phương pháp này thì cần cái tính kỷ luật, là các bạn đặt stop loss như thế nào á, profit như thế nào thì bạn cứ tuân theo đúng cái quy luật, đúng cái nguyên tắc như thế thì sẽ ok. À, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ đúng như thế là làm. À, cứ đúng như thế là làm ha. Thì đầu tiên trước khi mà nói về cái tính số pip cho stop loss á, thì mình sẽ nói sơ có cái bảng này. Đó là cách tính lãi lỗ theo loss và pip. Thì ở những bài trước thì chúng ta đã học rồi, đó là tùy vào đồng tiền định giá mà mỗi pip thì sẽ có giá trị khác nhau. Đó. Thì ở dưới đây là cái bảng mà mình đã làm ra, và mình tính theo cái ngày 28 tháng 2 năm 2019 nè, ngày hôm nay, để cho cái tài khoản là tài khoản chúng ta là tài khoản đô la. Thì ở đây có là 7 loại tiền tệ lớn trên thị trường, và ứng với mỗi tiền tệ này á, làm đồng tiền là định giá, đồng tiền phía sau này là đồng tiền định giá, đồng tiền phía trước là đồng tiền ít giá. À, và cái đồng tiền định giá này nó sẽ định giá cho mỗi pip là có giá trị bao nhiêu. Thì khi mà bạn bạn trade á, một pip giá trị một pip khi mà giao dịch một lot, giao dịch 0,1 lot á, giao dịch 0,1 lot thì đối với cái cặp là euro USD thì một pip của nó sẽ bằng 1 đô. Đó, còn cái một pip mà khi giao dịch một lot, bên đây là 0,1 lot còn bên đây là một lot thì gấp 10 lần. Thì một pip lúc này sẽ là 10 đô. Thì tương tự như cặp euro ha. Euro bên đây ha. Một pip 0,1 lot thì sẽ là 1,14 đô, bên đây là 11,4. Thì mình sẽ chú ý cho các bạn cái phần bên đây. Một pip mà một lot thì đô la sẽ là 10 đô, euro sẽ là 11 đô, thì các bạn có thể kiểm tra được ha. Tiền yên á thì là giá trị của một pip lúc đó sẽ là 9 đô. Còn những cái đồng tiền nhỏ khác ví dụ như là New Zealand ha, thì á, nó chỉ là có 6 đô thôi cho một pip. À, thì tí nữa mình sẽ nói cái bảng này để tí nữa qua bên kia chúng ta sẽ tính cho nó hiệu quả. Đó. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách xác định vị trí stop loss, tức là cái vị trí điểm dừng lỗ đó. À, khi mà đã xác định được điểm dừng lỗ rồi thì chúng ta sẽ tính được cái điểm chốt lãi, và chúng ta cũng tính được luôn là cái khối lượng giao dịch, tức là cái số lot cần thiết để cho một lệnh như thế nào cho hiệu quả. Vậy và cách xác định như thế nào?
xác định cái điểm dừng lỗ trước, sau đó chúng ta sẽ xác định hai cái này sau. Đó, xác định điểm dừng lỗ như thế nào? Thì qua đây, trước tiên để xác định được điểm dừng lỗ thì bạn phải xác định được đó là chúng ta chấp nhận rủi ro cho một lệnh là bao nhiêu. Đó. Tức là mỗi mỗi lệnh là chúng ta chấp nhận rủi ro bao nhiêu phần trăm số tài khoản của chúng ta. Đó, thì theo nghiên cứu cũng như là những trader và pro thì họ họ thường chọn cái mức rủi ro lớn nhất cho một lệnh bằng 2% hoặc là 3% số tiền trong tài khoản. Đó, ví dụ như tài khoản của bạn là 1.000 đô thì 2% số tài khoản tức là 0.02 nhân cho 1.000 đô bằng 20 đô. Tức là nếu mà bạn thua lỗ thì bạn chỉ có thua 20 đô thôi. Hoặc là ở đây là 3% là 30 đô. Đó, đối với tài khoản 300 đô thì 2% của nó sẽ là 6 đô. Tức là bạn mà thua sấp mặt ra thì cũng là mất 6 đô thôi, chứ không phải là trái tài khoản. Đó. Thì cái số 2% này mình khuyên các bạn nên tuân theo cái con số 2% này. Đây cũng mệnh danh là con số thần thánh thôi. Con số thần thánh. Và chúng ta cứ theo cái số 2% này thôi. Còn sau này mà bạn pro rồi thì bạn có thể nhân tăng lên là 3%, tăng lên 3% hoặc là 5%, đó là tùy các bạn. Tuy nhiên đối với bản thân mình cũng thích dùng con số 2% này, và nó rất là ok, lãi đều hơn. Đó. Thì khi mà chúng ta xác định được cái mức 2% rồi á, thì cái mức take profit TP của chúng ta thường thì sẽ gấp đôi cái mức stop loss. Đó, thì cái mức take profit á, thì ở đây là 4% này, 4%, hoặc bạn nào pro hơn thì có thể là đặt 6%. Cái này tùy người nha, cái này tùy người chứ còn mình không có, mình không nói ép buộc là các bạn bắt buộc phải 4% nha. Tùy người, có thể là 4%, là 5% hoặc 5,5% tùy các bạn ha. Đó. Ví dụ như tài khoản 1.000 đô thì lúc đó thì mức TP của chúng ta sẽ là 0.04 nhân 1.000 bằng 40 đô. Lãi 40 đô. Lãi thì lãi 40 đô hoặc lãi 60 đô ha. Còn chấp nhận lỗ thì lỗ 20 đô hoặc lỗ 30 đô. Nó như thế. Còn tài khoản 300 đô, ví dụ tài khoản 300 đô thì lãi là lãi 12 đô. Giả sử như mà muốn lãi nhiều hơn thì là 6%, tức là lãi 18 đô. Đó, đây là cái cách tính mà các bạn có thể dùng để các bạn tính sơ. Đó, bởi vì cái số tiền mà chất profit này thường nó gấp đôi. Thường nó gấp đôi cái stop loss. Nó là như thế. Rồi, thì đặt stop loss thì bao nhiêu pip là vừa. Thì sau khi mà chúng ta biết được là 2% số tài khoản là có thể dùng cho một lệnh rồi. Một lệnh chúng ta chỉ dùng 2% số tài khoản thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua chúng ta tìm số pip và số lot hợp lý để đưa ra được số 2% tài khoản cho một lệnh kia. Là chúng ta pip và lot bao nhiêu thì tính ra được là một lệnh chúng ta đặt thì nó đúng với 2% số tài khoản này. Đó. Thì bây giờ thì đây là theo kinh nghiệm cá nhân cũng như là theo mình nghiên cứu. Theo kinh nghiệm cá nhân cũng như là mình nghiên cứu những cái trader nổi tiếng trên thế giới. Thì đối với cái khung trade ngày và khi 4 giờ thì bạn nên đặt cái mức stop loss là tầm 50-70 pip. Đó. Ở đây là khung dài trade dài hạn nha các bạn. Trade dài hạn, và mình thì theo trường phái trade dài hạn nha. Mình rất là ít khi trade ngắn hạn. Ngày xưa thì có trade ngắn hạn đi, mình là chuyển qua trade dài hạn lâu rồi. Tại vì trade dài hạn này cái lợi ích dài hạn của nó lúc nào cũng nhiều hơn cả. Đó. Tầm nhìn dài hạn lúc nào nó cũng tốt hơn là ngắn hạn. Đó. Thì stop loss là tầm 50-70 pip. Thì cái mức take profit á, thì nó sẽ rơi đâu đó là tầm gấp đôi cái này, là 100-140 pip. Thì đối với mà trade ngắn hạn á, thì tùy người. Trade ngắn hạn là có nghĩa là bạn ngồi tầm 1-2 tiếng đồng hồ thôi là ok rồi. Bạn ngồi các bạn chờ lệnh, đóng lệnh liên tục. Giá tăng thì bán ra, còn giá giảm thì có thể là mua vào chẳng hạn. Đó, thì tùy người ha, mà chúng ta sẽ chọn là 10 pip đến 20 pip stop loss. Có bạn thì chọn 5 pip và 10 pip nó cũng được. Nó sao cũng được, trên ngắn hạn mà, chúng ta ngồi tại đó mà. Đó. Lưu ý ha, tuy nhiên có một cái lưu ý quan trọng này mình muốn nói với các bạn. Đó là những con số này là đã được nghiên cứu tính toán để tránh cái trường hợp râu nến giật mạnh phá stop loss. Ở dưới đây thì mình trên ngắn hạn thì mình nói nha, còn trên dài hạn á thì cái con số là tầm 50-70 pip là đã được tính toán rồi. Để cho trường hợp những cái râu nến nó giảm xuống. Thì trước khi mà giá nó tăng, giả sử bạn mua vào đúng không? Và bạn đặt stop loss. Thì trước khi mà giá nó tăng thì thường nó giảm trước đã. Nó lấy đà, nó tăng lên tiếp. Thì nếu mà nó giảm xuống, nó lấy đà như thế mà nó chạm stop loss thì nó sẽ phá mất stop loss của chúng ta. Khi mà nó tăng lên, chúng ta không còn gì để mà chúng ta bán nữa.
Và chưa kể là nó dính stop loss thì có nghĩa là chúng ta đã lỗ ở dưới đây rồi. Đó, nên là chúng ta đặt stop loss xa xa một tí, thì thường là tầm là 50 đến 70 pip. Đó. Và có thể là 50, 55, 60, 65, 70, 75 ha, tùy các bạn. Đó. Và cái việc này á, cái việc mà tính toán để tránh cái trường hợp đâu đến giật mạnh phá stop loss này, các bạn có thể kiểm tra lại trên biểu đồ. Thì tùy những cái cặp đồng tiền á, ví dụ như cặp Euro USD thì á, nó sẽ có những cái mức rung nến khác. Ví dụ như cặp là tiền bảng Anh và tiền Thụy Sĩ thì nó sẽ có những cái gọi là cái mức rung nến nó khác. Thì ở đây thì mình nói những cái căn bản như thế này, và các bạn á, có thể là tự kiểm tra lại biểu đồ và chọn một loại tiền tệ mà các bạn yêu thích. Sau đó là các bạn tính ra cho cái pip nó hợp lý, đâu đó cũng trong cái vùng này thôi. Đó. Tuyệt đối ha, đây là lưu ý thứ hai, đó là tuyệt đối không được trade với số vốn lớn rồi sau đó đặt mức pip stop loss thấp lại để giảm thiểu rủi ro. Có nghĩa là như thế này, giả sử như các bạn trade với khoảng là 100 đô, với khoảng là 1.000 đô, bạn trade 1.000 đô thì bạn nói là 2% tài khoản, 2% tài khoản là chúng ta là bằng khoảng là bao nhiêu tiền, là 20 đô đúng không, 2% tài khoản 20 đô. Nhưng mà bây giờ bạn trade với số tiền là 10.000 đô cho một lệnh, thì lúc đó bạn sợ lỗ thì bạn đặt cái số pip nó thấp lại, tức là cái số pip nó thấp lại rất là ít thôi, tại vì nó vừa chạm cái mức stop loss đó là nó cũng vừa với 2% số tài khoản rồi. Nhưng tuy nhiên đó là cái con dao hai lưỡi, làm thế chả khác nào tự sát. Tức là khi mà các bạn biết, khi mà các bạn đặt cái số pip này nó thấp lại, các bạn đặt cái số pip này thấp lại thì nó rất là dễ chạm vào cái mức stop loss, giá nó rất là dễ chạm vào mức stop loss đó. Và bạn sẽ bị thua lỗ rất là nhanh đó. Nên là chúng ta không có tính như thế. Vốn lớn thì chúng ta sẽ quản trị vốn theo cái kiểu là số lot mà chúng ta mua đó. Mua bán theo số lot chứ không phải là chúng ta dời theo cái số số pip này. Tí nữa mình qua mình tính thì bạn sẽ hiểu hơn. Bây giờ nói lý thuyết thì có thể là khó hiểu đó. Giá giật có thể quét stop loss bất cứ lúc nào. Mà đây là cái nguyên tắc mà ai mà trade rồi thì cũng cũng biết. Vào những cái thời điểm mà vào buổi tối, thì khi mà thị trường châu Âu và châu Mỹ nó hoạt động mạnh thì giá giật rất là mạnh. Những người không dành đến những người yếu tim, giá giật rất là mạnh. Rồi, thì lúc đó thì mình sẽ lấy cái ví dụ này mình tính cho các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Ví dụ ha, cặp Euro USD tài khoản 300 đô. Đó. Thì stop loss 2% số tài khoản, thì 2% thì sẽ bằng 0,02 nhân 300 bằng 6 đô. Đó. Bằng 6 đô ha. Thì bây giờ giả sử như chúng ta tính toán và chúng ta đưa ra cái số pip hợp lý, tránh cái trường hợp là râu nến giật các kiểu, thì nó là 50 pip cho khung trade khung dài hạn ha. 50 pip. Thì lúc đó set profit chúng ta sẽ gấp đôi là 100 pip. 50 pip này, 6 đô. Vậy đặt số lot bao nhiêu để 50 pip này bằng 6 đô? Tức là nó giảm 50 pip thì chạm với cái mức 6 đô này luôn, là chúng ta sẽ cháy tài khoản. Chúng ta sẽ dính stop loss và mất đi 6 đô bằng với 2% tài khoản. Có nghĩa là cháy 2% tài khoản chứ không phải là cháy tài khoản, cháy 2% thôi bằng với 6 đô. Thì làm thế nào để chúng ta tính cho số 50 pip này nó bằng đúng với cái mức 6 đô này? Có nghĩa là 50 pip này bằng đúng 2% tài khoản. Chúng ta tính như thế nào? Đó là 50 pip bằng 2% số tài khoản này. Thì theo cái bảng ở trên ha, cái cặp Euro USD, tùy vào mỗi cặp nha các bạn, mình để các bạn cái bảng ở trên để các bạn có thể là dùng những cặp tiền khác, thì các bạn có thể là dùng những con số khác ha. Đây là mình dùng cặp Euro USD nên nó là 10 đô. Còn mình dùng cặp Canada, Yên Nhật thì nó sẽ là 9.05 ha. Đây, đối với cặp Euro USD á thì một lot nhân một pip bằng 10 đô. Một lot này nhân một pip thì sẽ bằng 10 đô. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ có là A lot ha. Mà số A này chúng ta sẽ đi tìm. A lot nhân với 50 pip. Một lot nhân một pip này bằng 10 đô. Mà A lot nhân 50 pip thì bằng 6 đô. Vậy A bằng bao nhiêu? Thì chúng ta cứ tính thôi. A nhân với 50. A nhân 50 này sẽ bằng 6. Bằng 6 nhân với 1 nhân 1 chia cho 10. 6 nhân 1 nhân 1 chia 10 này. Thì suy ra A bằng 6 chia 10 rồi chia tiếp cho 50. Đó. Thì sẽ bằng là 0.012 lot. Đây này ha. A này ha, bằng cái vế, nguyên cái vế bên đây ha. Nguyên cái vế bên đây đem chia cho 50 thì á, A này sẽ ra là bằng là 0.012 lot. Đó, thì lúc đó bạn cứ đặt 0.012 lot cho cái cặp này. Đó,
và stop loss là 50 pip. Thì nếu như mà nó giảm xuống bằng 50 pip, nó giảm stop loss 50 pip thì bạn bị mất đi đúng 2% số tài khoản. Và cái công thức này là mình đã phân tích kỹ và mình đã tính ra như thế này rồi. Và cái công thức tổng quát của nó sẽ như thế này. Đó là A loss là số loss chúng ta đi tìm tương ứng với 2% số tài khoản thì sẽ bằng 2% số tài khoản chia cho số pip stop loss rồi chia tiếp cho cái số tiền theo đồng tiền định giá mà các bạn sẽ lấy bên cái bảng bên kia. Đó. Các bạn nắm cái công thức này nhé. Công thức này rất là thần thánh. Đó, và mình đã tính ra sẵn cho các bạn rồi đó. Rồi ở đây cái công thức tổng quát này mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa ha. À, số lot của chúng ta để đạt tương ứng với 2% số tài khoản thì sẽ tính như thế nào? Ví dụ như cặp tiền euro yên Nhật, stop loss bây giờ là mình đặt là 55 pip, đó tương ứng với 2% số tài khoản đó. Đó. Thì số lot cho một lệnh đó, số lot cho một lệnh thì sẽ bằng 0.02 là tương ứng với 2%. Chúng ta nhân cho 800 đô. Đó, bây giờ là lệnh là cho tài khoản 800 đô. Tài khoản này tài khoản 800 đô ha. Là 0.02 nhân 800 đô này, đó là ra 2% số tài khoản. Đó, 2% số tài khoản này. Chúng ta chia cho số pip stop loss và bây giờ là 55. Chúng ta chia cho 55. Rồi chúng ta chia tiếp cho số tiền một pip một loss của đồng tiền định giá, tức là chia cho 9.05 thì chúng ta sẽ ra cái số loss đó là 0.032 loss cho một lệnh. Thì nếu như mà bạn dùng 0.032 loss này bạn đặt một lệnh đó và bạn đặt stop loss là 55 pip đó, thì khi đó trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì bạn sẽ mất 2% số tài khoản thôi chứ không có mất nhiều hơn. Nó nói là như thế ha. Đó, các bạn hiểu chỗ này chưa? Chỗ này các bạn hiểu rồi đúng không? Rất là dễ thôi ha. Rồi. Vậy á, khi mà chúng ta biết được số pip, số loss rồi thì chúng ta sẽ trade như thế nào cho nó hiệu quả theo stop loss và set profit. Đó là được, chúng ta phải biết cái cách để dời stop loss khi đã có lãi. Đây có hai cái điều lưu ý các bạn cần nắm này. Nếu mà giá chưa vượt qua 30 pip thì dời stop loss theo cách đặt ở trên 50 đến 70 pip đó. Ví dụ như trong trường hợp trên là 55 pip. Thì giả sử như bạn có lãi rồi mà giá nó chưa tăng qua 30 pip, nó mới lãi được 10 pip thôi. Thì các bạn nâng cái stop loss lên. Các bạn nâng stop loss lên là hồi nãy là bạn nâng cái mức stop loss lên từ cái vị trí hiện tại lui lại từ cái vị trí hiện tại lui lại là 55 pip. Nó như thế. Còn nếu như mà thấy lãi đã vượt quá 30 pip rồi. Cái này mình đã tính toán rồi ha. Lãi nếu mà bạn thấy lãi nó vượt quá 30 pip rồi thì các bạn dời mức stop loss về cái mức giá ban đầu. Cùng lắm là hòa vốn thôi. Các bạn nắm được cái này không? Nếu như mà giá nó tăng lại rồi mà nó qua được 30 pip thì các bạn dời cái mức stop loss về cái mức giá ban đầu thì cùng lắm là các bạn hòa vốn thôi. Nó có giảm về mất 30 pip này, mất 30 pip này thì chúng ta cũng hòa vốn thôi. Nó là như thế. Đừng có để là qua 30 pip rồi. Nếu mà thường á, thường ở những cái mức giá mà bạn đặt xong á mà nó tăng qua 30 pip rồi. Đó. Mà nó quay đầu á thì thường nó sẽ giảm xuống rất là mạnh đó. Và mình là kinh nghiệm ở việc này rất là nhiều rồi. Nên là nếu mà bạn thấy lại vượt quá 30 pip thì các bạn dời cái mức stop loss về cái mức mà bạn mua ban đầu á. Như thế, có thể là tăng lên vài pip ha, 4 5 pip gì đó để cùng lắm chúng ta lời 5 pip. Đó. Thì thứ hai, cách dời set profit, cách dời cái mức chốt lãi thì như thế nào? Thì cái mức chốt lãi này á, các bạn có thể nâng lên. Các bạn có thể nâng lên. Ví dụ như nó vượt qua 30 pip rồi đúng không? Thì hồi nãy các bạn đặt ở trên đây thì bây giờ các bạn cứ nâng lên thêm, cộng thêm 30 pip này, cứ cộng lên thêm cho nó thỏa mãn cái điều kiện là 100 tới 140 pip này. Cứ nâng lên, cứ cộng thêm 30 pip cho cái mức chốt lãi và cứ nâng lên ha. Đó. Hoặc là giữ nguyên set profit cũ. Nếu mà bạn không thích nâng á, các bạn cứ để im đó. Khi mà nó tăng nó chạm set profit á, các bạn đạt lợi nhuận rồi thì thôi, nghỉ đi ngủ ha. Ăn được đủ rồi, như vậy là đủ rồi, 140 pip hoặc là 100 pip là ok rồi thì không cần nâng lên. Đó, có hai cách như thế. Đó. Tuy nhiên á, chúng ta sẽ có một cái chiến lược chơi hiệu quả hơn cái chiến lược hồi nãy. Và mình đưa ở đây mình đưa ra nhiều chiến lược mà các bạn có thể là các bạn dùng chiến lược nào cũng được ha. Đó, mình sẽ đưa ra nhiều chiến lược, mình sẽ đưa ra hai chiến lược trước là đây, chiến lược thứ hai là đây. Và mình thì đã dùng một trong hai chiến lược này và mình thấy cái nào cũng ok. Và nếu mà thích hơn thì mình sẽ thích cái chiến lược thứ hai này hơn. Và mình đã nghiên cứu rồi, nhiều người pro cũng như là những chuyên gia trader trên thế giới thì họ cũng khuyên
là bạn nên dùng cái chiến lược số 2 này là nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Thì chiến lược này như thế nào? Ở cái ví dụ ở trên á, sau khi mà bạn đã tính được ha, là số lot cho một lệnh đó là 0.032 lot. Đó, một lệnh là chúng ta theo cái ví dụ in nhật này này, chúng ta tính được là 0.032 lot cho cái cặp này. Thì á, chiến lược tối ưu vào lệnh đó là các bạn sẽ vào hai lệnh. Mỗi lệnh đó là 0.16 lot. Đó, các bạn nắm được chỗ này không? 0.032 cho một lệnh thì thì lúc đó các bạn chia ra làm hai và các bạn vào mỗi lệnh là 0.16 lot. Đó. Thì sau khi mà các bạn vào lệnh á, thì các bạn đặt stop loss cho hai lệnh này giống nhau. Và các bạn vào cái điểm lệnh, cái điểm vào lệnh nó cũng giống nhau. Nó điểm vào lệnh cũng giống nhau và điểm đặt stop loss cho hai cái này giống nhau. Nhưng mà check profit á, thì nó lại khác nhau. Thì lệnh 1 á, cái tỷ lệ stop loss và profit á, đó là 1:1. Ví dụ như bạn ví dụ như quay lại trường hợp đấy. Đó, thì bạn đặt check profit á, đó là 110 pip ha. Stop loss là 50. À, đó là cái hồi nãy của chúng ta. Còn bây giờ qua trường hợp số 2 này á, qua cái cách thứ hai này á, thì á, chúng ta sẽ chia làm hai lệnh, mỗi lệnh là 0.016. Thì lệnh đầu tiên á, bạn đặt xong bạn đặt stop loss là 55 pip, bạn đặt stop loss là 55 pip và check profit á, cũng 55 pip luôn. À, bằng với stop loss. Đó, tỷ lệ 1:1 là 55 55. Còn cái thằng số 2 á, các bạn sẽ đặt tỷ lệ là 55 và 110. Đó, nó là như thế. Ở đây có một cái điều cần lưu ý này, nếu đặt bạn đặt lệnh xong mà giá giảm theo chiều ngược lại thì cứ để im cho nó chạm stop loss ha. Cứ để im cho nó chạm stop loss. Đó. Tuyệt đối không sợ hãi và cắt lỗ bằng tay nhé. Ở đây á, thì thường là giá sẽ bật lên trước khi mà chạm stop loss. Bạn mà cắt lỗ bằng tay thì bạn lỗ là lỗ luôn rồi đó. Còn nếu mà bạn chưa cắt lỗ á, và thường là giá sẽ đi xuống gần gần cái vùng đó và nó bật lên. Tại vì là thường là nó sẽ là như vậy. Nếu như mà bạn sợ hãi và bạn cắt lỗ ra trước á, thì nó bật lên thì ráng chịu. Thứ hai, lưu ý thứ hai ha. Đây chúng ta có hai lệnh. Thì nếu mà lệnh 1 á, đã ăn được check profit ha. Lệnh 1 theo tỷ lệ 1:1 này này mà bạn ăn được profit rồi á, thì bạn dời cái stop loss của lệnh 2 lên vị trí hòa vốn. Thì cùng lắm là chúng ta sẽ chỉ ăn được lệnh 1 này thôi theo tỷ lệ 1:1, còn lệnh 2 chúng ta hòa vốn. Đó, nó là như thế. À, tiếp một cái lưu ý nữa ha. À, tuyệt đối không được nới rộng điểm dừng lỗ ha. Nới rộng có nghĩa là sao? Ở đây ha, bạn đặt stop loss đó là 55 pip. Ok không? Đó. Tuy nhiên, bạn thấy giá giảm thì bạn nói thôi thôi. Giá giảm như thế này chúng ta đặt xuống 60 pip đi. 60 pip hoặc 70 pip, lỡ biết đâu nó xuống thêm một tí nữa nó bật lên sao? Không có cái chuyện đó nha. Rồi phải tuân thủ đúng nguyên tắc. 55 pip là 55 pip. Giảm xuống chạm 55 pip thì thôi. Chứ không có cái chuyện là nới rộng stop loss nha các bạn. Đó. Tiếp nữa ha, điểm chốt lời nè thì có thể mở rộng. Điểm stop loss thì các bạn cứ để im, còn điểm chốt lời thì bạn thấy giá tăng thì bạn cứ mở rộng ra thêm thì ok, chả sao cả. Còn điểm stop loss thì có nâng lên, có thể nâng lên cái mức hòa vốn hoặc là chạy theo điểm chốt lời. Đó. Gọi là trailing stop ha. Đó, cái chiến lược nó như thế. Thì ở ở bài hôm nay thì chúng ta chỉ học lý thuyết như thế thôi. Còn bài hôm sau thì chúng ta sẽ thì bài hôm sau thì mình sẽ làm trên cái MT4 để cho các bạn là có thể là nắm được cách ra vào lệnh cũng như là cái cách đặt stop loss như thế nào cho hiệu quả. Và đây là một trong những bài rất là quan trọng. Và nếu như mà bạn tuân thủ đúng những cái nguyên tắc này á, thì chả bao giờ mà bạn thua lỗ cả. Phần lớn thì người ta thua lỗ tại vì không có kỷ luật và không có tuân thủ nguyên tắc. Mà bạn đã tuân thủ đúng theo nguyên tắc mình đề ra rồi thì chả bao giờ bạn thua đâu. Đó, nó là như thế. Và dần dần á, bạn cứ còn vốn là còn chiến được, còn vốn có nghĩa là bạn vẫn còn chơi được, thì càng chơi thì càng có nhiều kinh nghiệm, càng có nhiều kỹ năng và bạn sẽ thành công. Chứ còn mất vốn là xong đó nha, mất vốn là hết không còn gì để chơi nữa. Rồi video hôm nay đến đây là hết, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ chia sẻ cho ai các bạn cảm thấy cần, và nhớ đừng quên là like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui. Bye bye.